cái hiểu chung về cái cơ một chút. Tức là cơ thì nó chiếm cái khối lượng rất lớn của cơ thể. Đấy. Và nhiệm vụ của nó là co duỗi rồi đảm bảo thực hiện các cái chức năng sinh lý nữa. Ví dụ như ngoài cái chuyện là cử động mà chúng ta vẫn thấy vai trò của cơ vân rồi, còn có những vai trò của tuần hoàn, co bóp của tim này, rồi hô hấp này, rồi nhu động ruột chẳng hạn. Đấy. À, về mặt hình thái học thì cơ người ta chia ra làm ba loại. Cơ vân hay còn gọi là cơ xương, là thứ nhất là vân, là bởi vì những cái sợi trên sợi cơ ấy, là nếu trên kính hiển vi điện tử người ta nhìn thấy có những cái đoạn màu tím, đoạn màu sẫm, đoạn màu nhạt thì gọi là cơ vân. Người ta gọi là cơ xương là bởi vì chính cái cơ đó là nó bám vào xương, và khi mà cơ co thì giúp cho cơ hoạt động. Một cái loại thứ hai là tim. Cơ tim thì có cái cấu tạo gần giống như là cơ vân, tức là các sợi cơ nó cũng vân như thế, nhưng mà chỉ có điều là cái sự kết hợp giữa các cái sợi cơ vân với nhau thì nó ít cái sự liên kết hơn, và nó không, nó đan chéo về vào với nhau. Loại thứ ba là cơ trơn thì có cấu tạo khác hẳn với lại cơ vân. Và cơ trơn là nó là cái loại cơ mà nằm ở cái mặt ngoài, mặt nằm tạo nên cái thành của các cái ruột này, rồi của các cái tổ chức khác. Đấy, đấy là cơ vân, hẳn là cơ trơn. Bây giờ cô nói ít về bài này, cô nói chủ yếu là cơ vân thôi. Đấy, thì theo cái khối lượng của cơ thể người, với cái người trưởng thành á, thì cái cơ vân là chiếm 42% ở nam giới và 36% ở nữ giới. À, nó cái cơ này nó gắn với xương qua gân, và nhờ đó thì tạo ra cái lực và chuyển động và xuất hiện khi mà cơ co, thì nó truyền tới các cái bộ xương, truyền tới bộ xương và chúng ta có thể vận động được. Thế còn cơ cơ còn cơ trơn ấy, cơ trơn là cái cơ mà nó tạo thành cái thành, tức là thành đấy, tức là cái bề mặt đấy của các cái cơ quan và cấu trúc như là thực quản chẳng hạn. Cái thành của thực quản đấy là cơ trơn, rồi thành của dạ dày ấy là cơ trơn, thành của ruột là cơ trơn, thành của phế quản, của tử cung, niệu đạo, bàng quang, rồi các cái thành của mạch máu nữa cũng là cái lớp cơ trơn. Đấy, cơ trơn thì có cấu tạo không giống như cơ xương, và đặc biệt tức là cơ xương thì chịu sự kiểm soát của ý thức, tức là ta có thể co tay lên thì giơ tay lên, tức là ta tác động cái chuyện làm co một số cơ để mà giơ tay, tức là hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức. Nhưng mà cơ trơn thì hiện nay chúng ta ngồi đây thì là ruột chúng ta vẫn đang co bóp và nó không, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của cái ý thức của cơ thể chúng ta. Thế còn cơ tim thì có cấu trúc giống như cơ xương hơn một chút, nhưng mà nó chỉ tìm thấy được ở trong tim thôi. Đấy. Và các cái sarcomere, chúng ta sẽ biết thế nào là sarcomere. Sarcomere tức là các cái đơn vị cơ ấy, thì các đơn vị cơ tim ấy nó kết nối với nhau theo các cái gốc nhánh mà nó không đều và được san kẽ với nhau. Đấy, tức là cơ tim là cơ vân nhưng mà lại xen kẽ với nhau và chồng chéo lên nhau. Đấy. Đấy là cơ tim. Bây giờ nói kỹ hơn về cơ vân thì như thế này. Là cơ vân về mặt thành phần cấu tạo á, thì chúng ta cảm thấy cái khối cơ rắn chắc như vậy, nhưng mà cái tỷ lệ nước vẫn là 75%, và cái phần chất khô tức là các cái protein chỉ có 25% thôi. Trong đó protein thì chiếm khoảng 20%. Glycogen dự trữ ở trong cơ mà chúng ta vẫn học đấy thì có khoảng từ 0,3 đến 3%. Đấy. Nó dao động lớn như thế này là bởi vì là cơ có khi mà chúng ta nghỉ ngơi thì cái lượng glycogen ấy là sẽ là lớn 3%, nhưng khi cơ hoạt động thì glycogen được sử dụng sinh ra năng lượng thì lại chỉ có 0,3% thôi. Và trong cơ thì cũng vẫn có cái thành phần lipid là chiếm 1%. Trong cơ còn có một cái chất là creatin. Creatin, và creatin này gắn phosphat thì tạo thành creatin phosphat. Cái này cũng chiếm cái
tới cái tỷ lệ là 0,2 đến 0,25%. Và creatine phosphate thì lát nữa chúng ta đã học rồi, nhưng mà lát nữa chúng ta sẽ thấy vai trò của nó là chính cái creatine phosphate là được coi như là một cái xe để mà vận chuyển ATP, như là một cái xe bò để mà chứa đựng các cái ATP cho cái quá trình có cơ. Rồi trong thành phần của cơ thì có ATP. ATP này chiếm khoảng 0,25 đến 0,33%. Nó là cái nguồn năng lượng trực tiếp để cho cơ sử dụng khi mà co. Đấy. Rồi là axit lactic là 0,01 đến 0,02% trong trường hợp chúng ta bình thường ngồi ngồi giống như là nghỉ ngơi như thế này. Nhưng nếu các bạn mà chạy 100 m hay là vận động nặng thì cái nồng độ axit lactic là cao hơn sẽ rất nhiều. Và thành phần muối vô cơ ở trong cơ nữa là chiếm khoảng 1%. Đấy là về thành phần hóa học. Về cấu trúc của cơ vân. Cơ vân thì được tạo thành từ hàng trăm hàng ngàn các cái sợi cơ, các cái sợi cơ và tạo thành cái bó sợi cơ và bọc trong các mô liên kết. Các cái bó sợi cơ này thì nó có đường kính khoảng 10, khoảng 20 đến 100 micron và tạo bởi các cái sợi cơ, và mỗi một sợi cơ là một tế bào cơ. Đấy, lằng nhằng như thế đấy. Tế bào cơ hay gọi là sợi cơ thì bản thân cái tế bào cơ ấy là một cái tế bào đa nhân, tức là rất nhiều nhân và nhân lớn. Và cái sợi cơ, tức là cái tế bào cơ này nó rất là dài. Nó có thể có những cái sợi cơ là dài toàn bộ cái chiều dài của một cơ. Đấy. Và trong bào tương, tức là trong tế bào nhá, thì có phần nhân tế bào, thì cái anh tế bào cơ này là có nhiều nhân là một. Cái anh bào tương của nó ấy, thì lại có nhiều cái sợi tơ cơ. Đấy, trong bào tương có nhiều sợi tơ cơ. Đấy. Tơ cơ thì trong bào tương á thì có của tế bào cơ thì có nhiều cái tơ cơ. Và nếu mà dưới kính hiển vi điện tử thì trên tơ cơ đó sẽ có cái vùng sáng và vùng tối rõ rệt. Và chính vì vậy người ta gọi là cơ vân đấy. Cái vùng sẫm người ta gọi là băng A và vùng nhạt gọi là băng Y. Chúng ta xem cái băng ấy. Đây. Trên cái sarcomere được gọi là đốt cơ. Đấy. Mỗi một sarcomere này, mỗi một sarcomere là một cái đoạn, được giới hạn từ cái băng Z nọ đến cái Z kia. Đấy, đến cái băng Z kia, từ đầu nọ đến đầu kia toàn bộ đây là một sarcomere hay còn gọi là một đốt cơ, trong đó có băng A, là cái đoạn ở giữa đấy, băng A và hai nửa băng Z. Cái băng Z là bên ngoài này, đây là một nửa băng Z, đây là một nửa băng Z nữa, à quên, nửa băng Y, cô xin lỗi, đây là nửa băng Y và đây là một nửa băng Y được giới hạn bởi cái đường Z, cái line Z. Đấy. Thì mỗi một cái sarcomere này là dài khoảng 2,5 đến 3 mm. Và khi mà giãn thì nó dài như thế. Và nó được giới hạn bởi hai cái đĩa Z, cô vừa nói lúc nãy. Đấy. Và ở đoạn giữa thì có băng A rồi nối với một nửa cái băng Y. Đấy là mỗi một đốt cơ, đây là một đốt cơ. Trên mỗi một cái trên mỗi một tơ cơ thì có rất nhiều đốt cơ. Đây. Trên mỗi một tơ cơ rất dài như thế này, dài nữa thì có nhiều cái đoạn đoạn sarcomere, có nhiều cái đoạn sarcomere, tức là đoạn đốt cơ đấy. Có đoạn nhiều đoạn đốt cơ và tơ cơ này, cái tơ cơ mà hình lớn như thế này chính nó là cái tơ cơ ở trên này đấy. Cái tơ cơ ở trên này được tách ra, tơ cơ ở đâu? Tơ cơ thì là những cái sợi mà nó nằm trong bào tương của tế bào cơ. Đây là bào tương của tế bào cơ đấy ạ. Bào tương của tế bào cơ. Trong bào tương của tế bào cơ thì cũng có cái phần là ti thể, nó cũng giống các cái tế bào khác, nó có các cái ti thể, đây là ti thể. Đấy. Thế rồi bên ngoài
ngoài cùng là có cái màng sợi cơ đấy, và toàn bộ này còn dài nữa, nhưng đây là một đoạn, thì chính cái này là tế bào cơ đấy. Tế bào cơ có nhiều nhân, đây là một nhân, dưới này một nhân nữa, nó là tế bào khổng lồ đa nhân, có rất nhiều nhân, đây là một nhân, đây một nhân, đây một nhân chẳng hạn đấy. Thế và cái bào tương của nó là toàn bộ đây, trong bào tương thì lại có chứa các cái tơ cơ, có chứa các cái tơ cơ, đương nhiên là trong bào tương có các ti thể, có các cái tơ cơ, mỗi một tơ cơ thì được minh họa lớn ở dưới này. Trên tơ cơ đó bằng kính hiển vi điện tử thì ta thấy nó có những cái băng sáng, băng tối, và tạo ra các cái đoạn, đó là đoạn sarcomere, tức là các đốt cơ. Đấy là các cái đốt cơ. Đấy là cấu tạo của tế bào cơ. Bây giờ ta xem cái tơ cơ này. Tơ cơ của cơ vân thì được cấu tạo bởi hai loại sợi là sợi dày và sợi mỏng. Sợi dày thì được cấu tạo bởi các phân tử myosin, và sợi mỏng thì được cấu tạo bởi các cái phân tử protein, đó là actin, đó là tropomyosin, đó là troponin. Bây giờ ta mới xem cụ thể cái sợi dày này. Sợi dày chính là cái protein là myosin. Myosin thì nó khoảng 120 kilo Dalton, và cấu hình của nó thì nó có phần đầu và phần đuôi. Đấy. Phần đầu là bốn sợi nhẹ và từng đôi một gắn với nhau, và cái phần đuôi thì gọi người ta gọi là cái phần gậy, thì gồm có hai chuỗi nặng. Phần đầu thì có gắn với một cái hoạt tính ATPase, một cái enzyme ATPase. Đấy. Và cái hoạt tính ATPase này sẽ gắn với cái sợi actin, sẽ gắn với cái actin. Bây giờ chúng ta xem kỹ cái sợi dày nhá, cái sợi dày nhá. Đấy. Trên sợi dày này, sợi dày thì được cấu tạo bởi các phân tử myosin. Đây là một phân tử myosin. Đây là một phân tử myosin. Có nhiều phân tử myosin. Ở đây chúng ta thấy là trên hình này là có bốn cái myosin ở phía bên trái, xong rồi bốn cái myosin ở phía bên phải, và cái phần gậy này nó có vẻ trượt lên nhau đấy, nó phần gậy nó trượt lên nhau đấy. Bây giờ chúng ta xem một cái phân tử myosin ở đây, và cô cho nó xuống dưới này, chúng ta thấy cấu trúc của phân tử myosin. Thì cái myosin này nó có cái phần đầu như cô nói lúc nãy là gồm có bốn chuỗi polynucleotide, còn cái phần đuôi của nó thì là có hai chuỗi xoắn alpha với nhau, và đây gọi là hai chuỗi nặng, và phần đầu thì có bốn chuỗi nhẹ. Đấy. Và giữa phần đầu và phần đuôi thì có một vùng bản lề, người ta gọi là vùng bản lề bởi vì chính cái chỗ này nó có thể gấp khúc lại, nó có thể co duỗi lại với nhau trong quá trình co cơ. Thế đấy là cái protein là myosin nhá. Đấy, là myosin là tạo nên sợi dày. Bây giờ cái sợi mỏng này, sợi mỏng thì được cấu tạo bởi ba cái loại protein cơ, là actin, là tropomyosin và là troponin. Thì riêng cái actin này nó có hai dạng. Một là dạng cầu người ta còn gọi là G-actin. Cái dạng cầu này nó có khả năng gắn với ATP. Và cái thứ hai là dạng sợi, là F-actin. Dạng sợi thì chính nó là sự trùng hợp của các cái dạng cầu này lại thôi. Dạng sợi thì như một sợi dây thừng được trùng hợp bởi cái actin dạng cầu này. Đấy. Và để mà trùng hợp ra nó thì nó cần cái năng lượng là ATP. Đấy. Nhưng mà cái phần ADP thì vẫn gắn với cái dạng sợi của actin. Đấy. Chức năng của nó là co cơ và di chuyển của nhiều cái loại tế bào. Đấy. Để tí nữa chúng ta sẽ nói sau.
Bây giờ một cái loại tropon, một cái loại protein thứ hai mà tham gia cấu tạo cái sợi mỏng đó là tropomyosin. Tropomyosin thì là hai chuỗi polypeptide cuộn xoắn về cũng theo chiều alpha với nhau và tạo thành một cái sợi dài, cái độ dài của nó khoảng 400 angstrom và nó nằm ở cái vùng xoắn của cái sợi actin. Chức năng của nó thì nó điều chỉnh cái sự tương tác giữa actin và myosin khi mà co tơ. Nó điều chỉnh bằng cái gì? Thì nó điều chỉnh chính là thông qua các cái troponin. Thì các cái protein là troponin thì có ba loại là troponin T nó gắn với tropomyosin và troponin Y thì gắn với cái sợi actin. Như vậy là vai trò của troponin T và Y này giúp cho sợi actin với cái sợi tropomyosin này là liên kết với nhau này. Đấy, còn troponin C thì nó gắn với ion canxi và cái troponin C này thì nó có tác dụng là điều chỉnh cái sự co cơ. Khi nào canxi mà xâm nhập được vào trong cái tế bào cơ thì lúc đó xuất hiện cái quá trình co cơ mà do cái troponin C này nhận biết nó. Đấy, như vậy là thành phần của sợi mỏng cô nói rồi nhá. Thành phần của sợi mỏng gồm có các cái actin cầu này, actin cầu là các cái hình tròn màu tím này, đấy là actin cầu. Actin cầu. Các cái actin cầu này trùng hợp với nhau tạo thành actin sợi. Actin sợi được nhiều actin cầu trùng hợp với nhau. Đấy. Trùng hợp với nhau và cái actin sợi này thì bằng hai cái sợi actin vòng xoắn với nhau. Đây chúng ta thấy có hai sợi vòng xoắn với nhau đấy. Đấy. Đấy là thành phần thứ nhất của cái sợi mỏng là gồm có actin cầu và actin sợi. Actin sợi tạo thành hai sợi vòng xoắn với nhau. Sau đó thì hai cái sợi vòng xoắn này lại được vòng xoắn với cái tropomyosin. Đây. Đây là phân tử tropomyosin đấy. Tropomyosin cũng là hai cái sợi mà lại vòng xoắn với lại cái actin sợi. Hai sợi vòng xoắn với actin sợi. Đấy. Nhưng mà quan trọng là trên cái tropomyosin này thì lại có một tập hợp gồm có ba cái protein, gồm có ba cái protein. Đó là troponin, đó là các cái troponin. Đây là các cái troponin. Các cái troponin. Đấy. Đây, chúng ta có thể nhìn rõ bên dưới này. Đây tức là protein cầu này nối với nhau thành ra, cô xin lỗi, actin cầu nối với nhau thành actin sợi này. Đấy, actin sợi. Còn các cái tropomyosin mà chúng ta thấy là nó là hai cái sợi đây, hai sợi vòng xoắn với nhau và nó lại cuốn vào trong cái actin sợi nữa. Và trên đó có các cái troponin đây, đây là có ba cái troponin. Thì có troponin T, troponin C và troponin Y, có ba cái troponin, đấy là cấu tạo của sợi mỏng. Trong cái cơ thì còn có các cái protein khác của cơ nữa. Đó là các cái alpha actinin, có cái protein là desmin, là vi mang tin, có protein tinin, có nebulin, có cái C protein và có cái M protein. C protein tức là các cái protein có nguồn gốc cơ và M protein là các protein có nguồn gốc của cơ 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 xương. Và có myoglobin. Myoglobin là cái protein mà cũng có chiếm cái tỷ lệ rất cao trong cơ. Thường là ví dụ như chúng ta mà luộc cái miếng thịt lên chẳng hạn. Đấy, rồi chúng ta rửa thịt kỹ quá thì cái myoglobin này nó có thể bị thoát ra bên ngoài. Đấy, và chúng ta nấu luộc cái miếng thịt lên thì cái nước thịt mà ngọt đấy chính là có myoglobin, myoglobin nó hòa tan trong đó.
đấy là các cái protein có trong cơ thì như vậy. Bây giờ chúng ta sang một cái nội dung nữa, tức là về sự co của cơ vân. Đấy. Cơ mà co được, cái sự co cơ ấy thì xảy ra trên từng đốt cơ, tức là trên mỗi một cái sarcomere, hay người ta còn gọi là cái đơn vị co cơ. Sự co cơ chẳng qua chỉ là cái sợi dày kéo cái sợi mỏng từ hai bên về về giữa của nó, về cái đĩa của em ở giữa. Các cái phần của sợi dày và sợi mỏng ấy sẽ trượt lên nhau, làm cho cái đĩa dép này sát lại gần nhau và chiều dài của đốt cơ sẽ bị ngắn lên, ngắn đi. Chúng ta sẽ thấy như thế này. Cái hình bên trên này tức là cơ giãn ạ. Cơ giãn. Hình bên dưới này tức là khi cơ co. Khi cơ co thì chúng ta thấy rõ ràng là cái sợi đỏ đỏ là cái sợi actin này này. Actin này sẽ bị trượt vào cái sợi tím tím, tức là sợi myosin. Đấy. Tức là cái sợi mỏng sẽ trượt vào trong cái sợi dày. Đấy, trượt vào trong cái sợi dày. Và khi trượt vào trong cái sợi dày á, thì người ta có thể xác định một cái vị trí là một cái giải M ở giữa này, cái đoạn M ở giữa. Thì như vậy rõ ràng thấy rằng là các cái sợi actin này nó đến gần cái giải ở giữa hơn, nó đến gần cái giải M ở giữa hơn. Đấy. Và nếu mà nó trượt đến như vậy thì rõ ràng là cái đường Z này này nó gần nhau hơn, đường Z này gần nhau hơn, và cũng như thế thì rõ ràng là cái đốt cơ sẽ bị ngắn lại, đốt cơ sẽ bị ngắn lại. Đấy. Đến đây là mô tả cái sự co cơ, chẳng qua là sự trượt của cái sợi actin là sợi mỏng trên cái sợi dày của myosin mà thôi, sự trượt của actin trên myosin mà thôi. Đấy. Và đây là mô hình, còn bên này là người ta có thể chụp trên kính hiển vi điện tử. Đấy. Cái hình bên này là chụp trên kính hiển vi điện tử. Về cơ chế của co cơ vân thì như thế này. Tức là trước hết phải có cái sự khởi đầu cho cái sự co cơ. Sự khởi đầu cho sự co cơ là nhờ có cái xung động thần kinh, tức là khi trung tâm thần kinh báo rằng là bây giờ là co cơ đi. Đấy, thì cái xung động thần kinh ấy sẽ truyền tới các cái synapse, tới các cái synapse nối giữa cái thần kinh nọ với thần kinh kia, và cuối cùng là cái đầu synapse cuối cùng ấy thì tiếp giáp với cái diện của tế bào cơ. Đấy, cái mặt tiếp xúc của tế bào cơ. Đấy, và khi nó tiếp xúc cái thần kinh, synapse thần kinh ấy tiếp xúc với tế bào cơ, thì lúc đó các cái chất trung gian là acetin, choline ấy là sẽ chuyển từ các cái synapse vào trong tế bào cơ. Đấy, vào cái tế bào cơ và làm tăng cái tính thấm của canxi. Và như vậy là canxi sẽ vào trong cái bào tương của tế bào cơ. Lúc đó canxi với hợp với troponin C và sẽ làm thay đổi cái cấu hình của troponin cũng như là tropomyosin và khởi động cái quá trình co cơ. Như vậy cô nhắc lại nè, để có cái sự co cơ vân thì trước hết phải có cái giai đoạn khởi đầu, tức là dẫn truyền các cái xung động thần kinh tới cái bề mặt của cơ, tới cái nơi tiếp xúc giữa cơ với lại cái synapse thần kinh. Và khi tiếp xúc như vậy thì sẽ làm tăng tính thấm của màng tế bào cơ đi, và canxi sẽ đi vào trong tế bào cơ. Khi canxi vào trong tế bào cơ, nó kết hợp với troponin C thì lúc đó mới bắt đầu cái quá trình khởi động của quá trình co cơ. Đấy. Thế quá trình co cơ thì như làm sao? Thế giờ cô minh họa cái chuyện của cái giai đoạn khởi đầu này trước này. Đấy. Cô cho vào nhá, cho Minh Tâm vào nhá. Đấy. Đấy, như vậy tức là khi mà có cái giai đoạn khởi đầu nhá, thì dẫn truyền thần kinh này đến các cái synapse thần kinh này, và đây là cái synapse mà cuối cùng tiếp giáp với lại cái tế bào cơ đây, tiếp giáp đến tế bào cơ. Khi nó tiếp giáp đến tế bào cơ thì các cái acetin choline từ synapse thần kinh vào trong tế bào cơ qua các cái khe synapse này vào trong tế bào cơ. Đấy. Khi vào tế bào cơ rồi thì nó
Và đây là các cái tế bào của thần kinh thì nó cũng có các cái ti thể này, rồi cũng có các cái túi synáp để mà chuyển các cái acetylcholine vào đấy. Và đây là chỗ tiếp giáp giữa màng màng cái tế bào cơ này với lại các synáp đây. Đây là ví dụ một cái synáp mà một ở dưới này, đây là cái chỗ tiếp giáp đấy, một cái synáp này. Đấy. Cái đoạn này, đoạn tiếp giáp của synáp, một synáp với màng tế bào cơ được thể hiện nó ở dưới này. Đây. Khi nó tiếp giáp vào acetylcholine vào thì lúc bây giờ acetylcholine sẽ kết hợp acetylcholine này sẽ làm cho cái màng cái tế bào cơ này tăng cái tính thấm và canxi sẽ đi vào trong. Đây, tiếp theo nữa. Đấy, tăng cái tính thấm của màng tế bào và canxi sẽ đi vào các cái đường ống. Khi canxi vào trong tế bào cơ rồi, đây là cái dòng canxi đi vào trong tế bào cơ thì lúc đó canxi mới gắn với troponin C, gắn với troponin C. Đấy. Và khi nó gắn với troponin C thì nó thay đổi cái hình dạng của cái sợi actin myosin. Đấy. Và tạo ra một cái phức hợp là actin myosin. Và tiếp theo nữa thì cái quá trình co cơ gồm có 4 giai đoạn sẽ được thực hiện. 4 giai đoạn thì cô sẽ nói sau. Và sau khi co cơ rồi thì canxi lại được giải phóng và cứ tiếp tục hoạt thành một vòng như vậy nữa và cơ sẽ co liên tục. Đấy, cơ sẽ co. Đấy. Thế đấy là hết cái giai đoạn khởi đầu nhá. Bây giờ bắt đầu bốn cái giai đoạn của co cơ này. Bốn giai đoạn của sự co cơ thì trước hết là ATP nó gắn vào myosin, kim myosin ra khỏi sợi actin. Sau đó thì ATP sẽ thủy phân myosin và làm cho cái sợi myosin nó dựng lên vuông góc gắn với cái actin tiếp theo. Đấy. Và phốt phát tách ra khỏi myosin và myosin sẽ gặp một cái góc khoảng 60 độ. Đấy. Thế như vậy tức là ATP đã tách ra rồi nhá. ATP tách để sinh ra năng lượng làm cho cái sợi myosin gặp một cái góc 60 độ. Và sau đó thì cái phần ADP sẽ được giải phóng. Và ADP giải phóng nó lại sẽ lặp lại cái chu kỳ tiếp theo và cứ như vậy thì cái sợi myosin ấy lại sẽ tiếp tục trượt. Đấy. Cái sợi myosin ấy trượt vào trong cái actin và kéo cái đầu rẽ lại gần nhau hơn. Đấy. Sẽ có thể mô tả như thế này. Đây là bốn giai đoạn của co cơ này. Giai đoạn thứ nhất này. Giai đoạn thứ nhất thì ta thấy là cái đầu myosin lúc đầu thì ở cái trạng thái có năng lượng cao, tức là có ATP gắn vào đây, có ATP gắn vào đây. Sau đó thì cái năng lượng đó làm cho khi tách cái ATP ra, tách cái phốt phát từ ATP ra, đấy, tạo ra ADP thì lúc đó là sinh ra năng lượng làm cho cái sợi myosin này này làm cho cái sợi myosin này gập cái khớp này lại bằng một cái góc 60 độ và như vậy nó trượt cái sợi myosin lên cái sợi actin. Đấy. Và myosin gập lại gắn đính vào cái sợi actin. Tiếp theo nữa thì là phân tử ATP lại tiếp tục gắn vào và ATP gắn vào thì như vậy là cái sợi myosin này lại rời khỏi cái actin ra. Đấy, đến giai đoạn thứ ba và đến giai đoạn thứ tư thì ATP sau đó thì lại quay trở lại thủy phân cái ATP lại được thủy phân thành ADP và như vậy thì sợi myosin lại dựng lên một góc và tiếp tục gắn với cái sợi sợi actin và như vậy thì đến cái giai đoạn 4 là nó co cơ dần như thế. Đấy là cái quá trình co cơ. Như vậy có 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên thì là nó ở cái trạng thái năng lượng cao, tức là có ATP. Sau đó ATP sẽ phân giải.
ATP phân giải thì năng lượng giúp cho cái đầu myosin gập lại một góc 60 độ và tiếp xúc với lại cái sợi actin. Như vậy ta thấy rõ ràng là nó trượt đi một đoạn nhá, nó trượt đi một đoạn. Sau đó tiếp theo nữa một ATP cung cấp và nó lại duỗi ra và ATP này lại bắt đầu cung cấp và nó lại co trở lại. Đấy. Và cứ như thế thì bốn cái giai đoạn co cơ sẽ được hình thành. Và hậu quả của cái sự co cơ như vậy thì như thế tức là khi co cơ thì nó cần cái mức năng lượng là từ ATP và mức năng lượng là từ ATP và cái mức năng lượng này rất là lớn. Lý do là vì như thế này, vì chúng ta thấy rằng là mỗi một cái đoạn, mỗi một myosin này này, mỗi một phân tử myosin này, quá trình co cơ thì cần một ATP đúng không? Cần là một ATP và mỗi một myosin này lại nằm trên các cái đốt cơ, tức là các cái sarcomere. Như vậy thì trên một cái sợi cơ là có rất nhiều đoạn sarcomere nên rất nhiều ATP cần thiết cho cái quá trình co cơ. Đấy. Và khi mà cơ co ấy, thì nó lấy rất nhiều ATP và trước hết là ATP này có ở cái dạng tự do trong cơ. Cho nên ngay trong phần đầu của cái bài này cô đã giới thiệu cái thành phần của cơ là gồm có các cái protein này, gồm có ATP này ở cái dạng tự do. Thì khi cơ co là bắt đầu là nó dùng cái năng lượng là ATP trước. Sau đó ATP tự do hết rồi thì nó mới lấy từ creatine phosphate. Chúng ta nhớ cái phân tử creatine phosphate là một chất mà có cái liên kết giàu năng lượng, có liên kết giàu năng lượng là liên kết amid phosphate. Thì creatine phosphate này sẽ liên kết giàu năng lượng đó để sinh ra năng lượng cho cơ sử dụng. Cho cơ sử dụng, tức là sau khi sử dụng ATP tự do thì sử dụng đến creatine phosphate. Và người ta ví cái creatine phosphate bởi vì nó lại được tách ra, tách cái liên kết giàu năng lượng ấy ra dưới dạng phosphate, rồi cái dạng phosphate ấy sẽ chuyển thành ra ATP. Cho nên người ta coi cái creatine phosphate giống như một cái xe, như một cái xe bò chứa các cái ATP. Đấy. Và cái phân tử creatine phosphate này nó cái liên kết phosphate ra và nó sẽ tạo ATP rất nhanh để mà duy trì co cơ, duy trì cái sự co cơ. Và cái sự co cơ đấy là xảy ra trong 8 đến 10 giây thì thường là dùng cái creatine phosphate. Đấy. Tiếp theo nếu creatine phosphate trong cơ mà lại hết rồi thì cơ phải dùng đến cái chuyển hóa gluco rồi yếm khí. Chuyển hóa gluco rồi yếm khí, tức là gluco rồi trong cơ sẽ thoái hóa để tạo thành axit lactic và mỗi một phân tử gluco rồi chỉ cung cấp cho có hai ATP thôi. Nhưng mà cái cơ sẽ được có năng lượng để hoạt động nhanh và người ta thấy rằng là khi mà cơ mà hoạt động mạnh và cái sự co cơ mà phải xảy ra trong 30 40 giây thì lúc đó phải dùng đến cái thoái hóa gluco rồi yếm khí. Đấy. Thế còn nếu mà thoái hóa gluco yếm khí mà không có nữa thì lúc đấy mới phải dùng cái thoái hóa của gluco rồi ái khí. Thì cái thoái hóa của gluco rồi ái khí là thường dùng khi mà cơ co ở cái mức trung bình thôi, là bởi vì cái quá trình này thì nó tạo ra, nó xảy ra dài, sinh ra năng lượng nhiều nhưng mà xảy ra chậm hơn. Đấy. Thế đấy là cái năng lượng sử dụng khi co cơ thì như vậy. Đấy, có thể minh họa cái sự năng lượng sử dụng khi co cơ này, tức là trước hết là nó dùng ATP. ATP không có nữa thì nó tách cái creatine phosphat, tách creatine phosphat ra và giải phóng năng lượng để tạo thành ATP. Như vậy ATP này là có nguồn gốc từ creatine phosphat và ví cái creatine phosphat như là một cái xe để chứa các cái ATP. Đấy, cái trường hợp này là cái năng lượng mà tiếp xảy ra khi co cơ. Đấy. Thì một cái năng lượng nữa, nguồn năng lượng nữa tức là nguồn năng lượng từ thoái hóa của gluco rồi nhưng mà theo con đường đường phân yếm khí đấy, tạo thành axit lactic và chỉ cho ta có hai ATP thôi.
beta 2 ATP thôi. Thì đấy là một cái nguồn thứ hai nếu như creatine kinase cũng hen. Và cái nguồn này thì sẽ xảy ra khi mà cơ co trong khoảng 3-40 giây. Đấy. Thế còn bình thường, thông thường mà co cơ bình thường thôi thì lấy năng lượng từ glycogen, từ thoái hóa glycogen theo con đường đường phân ái khí tạo thành CO2 nữa rồi sinh ra ATP, lượng ATP rất nhiều, và đây là nguồn năng lượng trong cái trường hợp mà thoái hóa ái khí có đầy đủ oxy. Đấy. Đấy là sự co của cơ vân. Sự co của cơ trơn thì cấu tạo cơ trơn có rất là khác biệt, các cái sợi myosin thì có cấu tạo khác, và sự co của cơ trơn thì cũng được khởi động bằng cái ion canxi. Đấy, nhưng mà nó không có troponin, tức là ion canxi này chỉ cần vào trong tế bào cơ trơn là sẽ gây ra sự co cơ, không cần gắn với lại cái troponin. Đấy là sự co của cơ trơn. Đấy. Và cái phần cơ trơn cũng như là cơ tim thì chúng ta không học kỹ, không học. Và cái câu hỏi của cái bài cơ này là thành phần cấu trúc của cơ này, cấu tạo của sợi dày và sợi mỏng và các cái loại protein khác. Đấy. Nguồn năng lượng trong sử dụng co cơ. Như vậy là đối với cái bài cơ này là chúng ta cũng không cần nhớ cái chi tiết các cái giai đoạn co cơ đâu, chúng ta hiểu các cái giai đoạn co cơ thôi. Tức là co cơ thì phải có cái giai đoạn khởi động để cho canxi nó vào, nó kích hoạt cái cơ. Đấy, sau đó thì cơ co thì được chia làm 4 giai đoạn, và quá trình co cơ thì sử dụng rất nhiều ATP. Đấy, cái đó thì chúng ta cũng không cần nhớ. Và chúng ta chỉ cần nhớ là cấu trúc của cơ thôi. Cấu trúc của cơ, của tế bào cơ thì gồm có các cái sợi dày, sợi mỏng và các cái loại protein khác có trong cơ. Sợi dày thì được cấu tạo bởi cái gì? Đấy. Sợi mỏng thì được cấu tạo bởi cái gì và có các cái protein như thế nào? Đấy. Và nguồn năng lượng sử dụng trong cơ thì nào là ATP, nào là creatine phosphate, nào là glucose, thoái hóa theo con đường yếm khí và glucose rồi thoái hóa theo con đường hiếu khí. Đấy. Đấy, như vậy là toàn bộ cái bài cơ cô trình bày xong. Bây giờ chúng ta nghỉ một chút thôi, nghỉ 10 phút để cô chuyển cái bài, cô share cái bài cuối cùng là bài thần kinh nha.